quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hương Giang Yoshi Rinjada mặt xinh như hoa nhưng có chung khuyết điểm không thể phẫu thuật. Mặc dù sở hữu khuôn mặt đẹp diễm lệ, song cả Yoshi lẫn Hương Giang đều quá gầy gò, ai nấy đều lo họ dễ bị gió thổi bay. Hương Giang và Yoshi Rinjada là cặp mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng khu vực châu Á, có mối quan hệ tỉ muội tình thâm. Trong khi Hương Giang được mệnh danh là mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Việt Nam, Yoshi Rinjada lại có danh xưng thần tiên tỷ tỷ của Thái Lan vì dung mạo quá độ xinh đẹp thánh thiện. Họ gặp gỡ nhau qua cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Khi ấy Hương Giang đoạt ngôi vị cao nhất, còn Yoshi về đích ở vị trí Á hậu 2. Sau cuộc thi, cặp mỹ nhân vẫn giữ quan hệ tốt đẹp tới bây giờ, thậm chí thường xuyên hội ngộ mà không ngại khoảng cách địa lý. Yoshi Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Họ là cặp chị em thân thiết trên bến dưới thuyền. Cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau, củng cố tình chị em thân thiết. Điểm chung giữa Hương Giang và Yoshi Rinjada là đều sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nữ tính. Thậm chí dung mạo như hoa của hai mỹ nhân chuyển giới còn khiến những cô gái thật thụ phải ghen tị. Cả hai đều sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, cặp chị em trên bến dưới thuyền đều chưa phải đẹp hoàn hảo khi còn tồn tại nhiều khuyết điểm hình thể. Mặc dù sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng, nhưng cả Hương Giang và Yoshi vẫn được cho là quá gầy gò, tay chân, vai lưng, trơ xương, thiếu sức sống. Những hình ảnh gầy gò của cặp mỹ nhân chuyển giới khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Ai nấy đều khuyên Yoshi và Hương Giang chú ý đến chế độ ăn uống tăng cân để vẻ ngoài gợi cảm và hoàn hảo hơn nữa. Khoảnh khắc Hương Giang lộ rõ body trơ xương, khuôn mặt khá hốc hác, cánh tay cũng gầy gò bé nhỏ. Nhìn bờ vai và cánh tay toàn xương của Hoa hậu làm người hâm mộ không khỏi xót xa. Thân hình quá gầy guộc khiến fan lo lắng cho sức khỏe của Hương Giang. Bờ vai gầy đến nỗi vuông thành sắc cạnh. Thân hình quá gầy gò được cho là khuyết điểm không thể phẫu thuật, chỉ có thể cải thiện bằng chế độ dinh dưỡng. Cũng như Hương Giang, người em gái Yoshi Rinjada mới đây khiến fan hoang mang với tấm ảnh tự sướng đăng tải trên trang cá nhân. Thân hình của cô được cho là gầy đến mức báo động. Cánh tay da bọc xương của thần tiên tỷ tỷ. Thân hình quá gầy khiến Yoshi bị vơi đi vẻ gợi cảm. Những khoảnh khắc đáng báo động của người đẹp xứ chùa vàng.